như lai ứng hóa hỏi người thế gian sinh ra đều từ nơi cửa mình người mẹ bồ tát đản sinh ra đời từ hông bên phải vì sao vậy đáp người phàm có nhiều dục vọng nên sinh ra từ cửa mình người mẹ bồ tát không có dục vọng nên sinh ra từ hông bên phải hỏi trong ba cõi thì cao quý nhất là đấng thiên đế, nhưng nói rằng khi Đức Như Lai giáng sinh có tứ thiên vương, thiên tử cõi trời đau lợi, thấy đều cung kính đến hầu, như vậy có phải là đã quá phóng đại sự việc. Đáp, trong kinh nói đến sáu nẻo luân hồi, chư thiên cũng chỉ là một trong số đó. Người đời đối với chư thiên cho rằng không còn ai cao quý hơn, nhưng đối với Đức Phật thì chư thiên chẳng qua cũng chỉ là những chúng sinh phàm tục chưa thoát khỏi sinh tử vì thế mỗi khi đức như lai thuyết pháp đều có vô số các vị thiên vương đế thích cùng đến cung kính lễ bái tiếp nhận sự chỉ bày những ý nghĩa nhiệm màu ở đây chỉ xin nêu sơ lược một vài điều như trong kinh hoa nghiêm chép rằng lúc bấy giờ thiên vương từ xa trông thấy đức như lai hiện đến liên dung thần lực hóa hiện ra hoa sen báu có tòa sư tử cao trăm vạn tầng để trang nghiêm lại có trăm vạn thiên vương đều cung kính đảnh lễ kinh bát nhã nói khắp cõi thế gian chư thiên loài người atula đều nên cúng dường phật kinh đại bảo tích chép Chư thiên tử ở cõi trời tứ thiên vương, cõi trời đao lợi đều ở trên hư không rải hoa cúng dường đức Như Lai. Kinh Liên Hoa Diện nói, Thiên vương đế thích nhìn thấy đức Thế Tôn, lập tức bày tòa cao thỉnh Phật lên ngồi rồi đảnh lễ dưới chân Phật. Kinh Phạm Võng Chép, 18 vị Phạm Thiên chư thiên ở 6 tầng trời thuộc cõi dục, cùng 16 vị đại quốc vương tất cả đều chí tâm chấp tay cung kính lắng nghe đức phật thuyết giới luật đại thừa kinh viên giác dạy rằng lúc bấy giờ đại phạm vương và hai mươi tám vị thiên vương liền từ tòa ngồi đứng dậy đảnh lễ dưới chân phật kinh hiền ngu nhân duyên nói đế thích đứng hầu bên trái phạm vương đứng hầu bên phải đức phật kinh phổ diệu nói Phạm Thiên đứng hầu bên phải, Đế Thích đứng hầu bên trái Đức Phật. Kinh Tạo Tượng nói, Phạm Thiên cầm lọng trắng, đứng hầu bên phải, Đế Thích cầm phất trần màu trắng, đứng hầu bên trái Đức Phật. Kinh Pháp Hoa nói rằng, các vị đại phạm thiên vương cúi đầu và mặt xuống lễ Phật, rồi đi nhiễu quanh ngài trăm ngàn vòng cung kính những trích dẫn từ kinh điển như thế nhiều không kể xiết nếu như phước đức của như lai quả thật không sánh bằng chư thiên ắt trong kinh điển không thể có những lời xưng tán như thế mà phạm vương đế thích cũng không dễ chấp nhận cho những kinh điển ấy được lưu hành rộng rãi hỏi kinh ngọc hoàng nói rằng thiên đế thuyết pháp đức phật đến nghe và tiếp nhận Điều đó lẽ nào không đúng sao?" Đáp. Kinh điển của Như Lai do chính Đức Phật tuyên thuyết, ngài A Nan kết tập, dù một lời cũng không sai dối. Kinh Ngọc Hoàng đó không phải do chính Ngọc Đế viết ra, chưa đáng để tin. Hơn nữa tuy không khỏi có ý muốn tôn sùng Ngọc Đế, nhưng lại không biết ai là người tôn quý nhất. Ông chưa từng nghe Đức Phật dạy về phước đức cao quý nhất hay sao? đức phật dạy rằng nếu cộng lại tất cả phước đức của những người có phước đức cao quý nhất ở cõi người cũng không bằng một vị thiên nhân ở cõi trời tứ vương nếu cộng tất cả phước đức của những vị có phước đức cao quý nhất ở cõi trời tứ vương cũng không bằng một vị thiên nhân ở cõi trời đao lợi ngọc đế chính là thiên vương ở cõi trời đao lợi từ cõi trời đau lợi trở lên mỗi một tầng trời cao hơn thì phước đức càng thù thắng hơn trải qua bốn tầng trời cao hơn như vậy lên đến cõi trời tha hóa tự tại vẫn thuộc về cõi dục từ cõi trời tha hóa tự tại lên cao hơn nữa mỗi một tầng trời cao hơn thì phước đức càng thù thắng hơn trải qua mười tám tầng trời cao hơn như vậy lên đến cõi trời sắc cứu cánh thuộc về cõi sắt từ cõi trời sắc cứu cánh lên cao hơn nữa mỗi một tầng trời cao hơn thì phước đức càng thù thắng hơn trải qua bốn tầng trời cao hơn như vậy lên đến cõi trời phi phi tưởng thuộc về cõi vô sắc cho dù lên đến tận cõi trời ấy tất cả chư thiên cũng vẫn còn là phàm phu chưa ra khỏi luân hồi lại xét đến trong các bậc thánh xuất thế có các thánh thanh văn tiểu thừa từ thánh quả tu đà hoàng lên đến thánh quả a la hán cả thảy có bốn bậc lại xét lên cao hơn thì có các vị duyên giác độc giác lại xét cao hơn nữa tức là các địa vị của hàng bồ tát có thập tín thập trụ thập hạnh thập hồi hướng vân vân gồm nhiều tầng bậc mỗi tầng đều có mười quả vị lên cao hơn nữa thì chứng nhập bồ tát sơ địa tức hoan hỷ địa dần lên đến pháp vân địa lại cũng trải qua mười bậc chênh lệch sau đó mới lên đến được bậc đẳng giác rồi nhất sinh bổ sứ ấy là sắp sửa thành phật đức phật được xưng là bậc đại pháp vương vô thượng vì không còn ai có thể cao quý hơn được nữa. Làm sao có chuyện ngọc hoàng, thuyết pháp mà Đức Phật lại đến nghe và tiếp nhận? Đại sư Liên Trì trong Chánh Hóa Tập có bàn đến vấn đề này rất chi tiết, rõ ràng. Hỏi, Đức Như Lai đảng sanh tại Ấn Độ vào khoảng đời Chu Chiêu Vương tại Trung Hoa. Đến thời đại của khổng tử thì Phật Pháp đã lưu hành ở Ấn Độ được 500 năm rồi. Vì sao khổng tử không được nghe khái lược gì về Phật Pháp? Đáp Khổng tử thật có nghe qua về Phật Pháp rồi. Có lần Thái Tể hỏi khổng tử rằng Phu tử có phải bậc thánh chăng? Khổng tử đáp Bậc thánh thì ta không dám. Lại hỏi Tam Vương Ngũ Đế có phải bậc thánh không? Khổng tử đều không đáp. Thái Tể kinh sợ thưa hỏi vậy ai mới là bậc thánh Khổng Tử nghiêm sắc mặt dây lát nói ta nghe rằng về phương Tây có bậc đại thánh nhân không cần cai trị mà người đời không loạn không cần nói ra mà người đời tự tin theo không cần giáo hóa mà người đời tự làm theo Oai nghi thánh Đức mênh mông trùm khắp mà người đời không biết gọi tên là gì, Chuyện này chép trong sách liệt tử Thiên Trọng Ni. Sao có thể nói là khổng tử không nghe biết về Phật Pháp? Hỏi Đạo Phật vào thời Hán Minh Đế mới được truyền đến Trung Hoa. Khổng tử do đầu được nghe biết. Đáp Khi Đức Như Lai Giáng Sinh thì ở Trung Hoa cũng có điềm báo. Vào đời Chu Chiêu Vương năm thứ hai mươi sáu, bản trong dân gian chép là năm thứ hai mươi là năm giáp dần, ngày mồng 8 tháng 4, mặt trời xuất hiện nhiều vần sáng bao quanh, có mây lành năm sắc. Bay vào tận trong cung nội, hào quang chiếu khắp về hướng Tây. Mặt đất chấn động nhiều lần, nước trong ao giếng đều tự nhiên dâng lên đầy tràn ra bên ngoài. Chiêu vương sai quan thái sử là tô do bói quẻ, được quẻ càn, hào cửu ngủ tô do tâu lên rằng đây là điềm báo ở phương tây có bậc thánh nhân giáng trần sau một ngàn năm nữa giáo pháp của ngài sẽ truyền đến phương này chiêu vương liền sai khắc sự việc ấy vào bia đá đặt ở phía trước đền nam giao như vậy những lời khổng tử nói ra ắt đều có nguyên do chỉ có điều vì giáo pháp chưa được truyền đến phương đông này nên chỉ nói một cách đại lược thôi hỏi xưa nay những gì ghi chép trong lục kinh mới có thể dùng làm chỗ y cứ sách liệt tử không nằm trong lục kinh sao có thể tin được đáp những gì khổng tử thuyết giảng trong suốt một đời được ghi chép truyền lại đến đời sau bất quá trăm ngàn phần chỉ còn được một làm sao có thể nói rằng tất cả đều được ghi chép trong lục kinh liệt tử quả thật là người học làm theo khổng tử sống cách thời đại khổng tử không xa lắm nên lời nói của ông không thể không có căn cứ do đâu ông ta lại có thể biết được rằng mấy trăm năm sau đạo phật sẽ truyền đến xứ này mà dự báo hơn nữa sao không nói đến phương hướng nào khác lại đúng là phương tây nơi đức phật đản sinh hỏi đời thượng cổ không có phật nhưng đời sau đều xưng tụng thời ấy là thái bình yên ổn đời sau này được biết có phật ngược lại phong hóa đạo đức ngày càng suy đồi như vậy thì đạo phật nào có ích lợi gì cho dân cho nước đáp chư phật ra đời chính là vì muốn cứu độ chúng sinh thời suy mạc ví như vì thấy tối tâm nên mới thắp đèn không phải do việc thắp đèn làm khởi sinh sự tối tâm Thiên hạ loạn lạc, thấy đều là do những kẻ hung hăng, dâm loạn, bạo ngược, hoàn toàn không tin Phật pháp. Đã từng thấy có người nào ăn chay bỏ rượu mà làm việc giết người cướp của, hoặc có ai đã gửi thân vào tự viện mà làm việc giết vua xoán ngôi hay chưa? Lưu Tống văn đế từng nói rằng, nếu như cả nước đều được sự cảm hóa của Phật pháp, ta có thể ngồi yên mà hưởng thái bình. Đường Thái Tông đích thân viết lời tựa cho Tam Tạng Thánh Giáo. Hết lòng tôn sùng, nói với hầu cận rằng, Phật Pháp rộng sâu, không gì hơn được. Khi Pháp Sư Huyền Trang viên tịch, đường Cao Tông than rằng, ta đã mất đi một quốc bảo. Vua đau đớn than khóc, trong năm ngày liền sau đó không thiết triệu. Đường Huyền Tông được nghe Pháp Sư Thần Quang nói về ân đức của Phật đối với chúng sinh, xúc động than rằng. Ân đức của Phật rộng sâu mênh mông như thế, nếu không nhờ Pháp Sư giảng giải thì không thể nào hiểu thấu. Nay ta xin phát nguyện đời đời kiếp kiếp kính ngưỡng vân theo Phật Pháp. Vào triều tống, các vua như Tống Thái Tổ, Tống Thái Tông, Tống Chân Tông, Tống Nhân Tông, Tống Cao Tông, Tống Hiếu Tông, tất cả đều quy hướng về Đạo Phật. Tinh cần nghiên cứu chuyên sâu giáo Pháp, hoặc đích thân đến chùa lễ Phật, hoặc cung thỉnh chư Tăng vào tận cung cấm, thuyết Pháp để được học hỏi Đạo Pháp. Vì thế nên từ xưa đến nay, những người có trí tuệ đa phần đều quy hướng theo Phật Pháp. Về những người tin sâu Pháp Thiền, trong quá trình tu tập hành trì, lại thật sự có chỗ chứng ngộ xin lược kể một số người như hứa huyền độ tức hứa tuân lưu di dân tức lưu trình chi chu đạo tổ tức chu tục chi lôi trọng luân tức lôi thứ tông tôn thiếu văn tức tôn bính trầm hưu văn tức trầm ước tống quảng bình tức tống cảnh vương ma cật tức Vương Duy, Vương Hạ Khanh, tức Vương Tấn, Đỗ Hoàng Thường, tức Đỗ Hồng Tiệm, Bạch Lạc Thiên, tức Bạch Cư Dị, Lý Tập Chi, tức Lý Cao, Bùi Trung Lập, tức Bùi Đỗ, Bùi Công Mỹ, tức Bùi Hưu, Lữ Thánh Công, tức Lữ Mông Chính, Lý Văn Tĩnh, tức Lý Hàn, Vương Văn Chính, tức vương đáng dương đại niên tức dương ức duẩn sư lỗ tức duẩn thù phú trịnh công tức phú bật văn lộ công tức văn ngạn bác dương thứ công tức dương kiệt vương mẫn trọng tức vương cổ triệu thanh hiến tức triệu biện chu liêm khê tức chu đôn di thiệu nghiêu phu thiệu ung trương an đạo tức trương phương bình hoàng lỗ trực tức hoàng đình kiên trần oánh trung tức trần quán trương vô tận tức trương thương anh trương tử thiều tức trương cửu thành trương đức viễn tức trương tuấn vương hư trung tức vương nhật hưu phùng tế xuyên tức phùng tiếp lữ cư nhân tức lữ bản trung lưu bình sơn tức lưu tử huy lý hán lão tức lý bính về những người kính ngưỡng phật pháp thấu hiểu giáo lý đạo phật thì có những vị như dương thúc tử tức dương hổ vương mậu hoành tức vương đạo tạ an thạch tức tạ an hà thứ đạo tức hà sung vương dật thiếu tức vương hy chi vương văn độ vương thản chi tạ khang lạc tức tạ linh vận chữ quý giả tức chữ bầu tiêu thời văn tức tiêu vũ phòng kiều niên tức phòng huyền linh đỗ khắc minh tức đỗ như hối ngụy nguyên thành tức ngụy chinh ngu bá thí tức ngu thế nam chữ đăng thiện tức chữ toại lương nhan lỗ công Nhan Chân Khanh, Lý Thái Bạch, tức Lý Bạch, Lý Nghiệp Hầu, tức Lý Bí, Liễu Tử Hậu, tức Liễu Tông Nguyên, Lý Túng Chi, tức Lý Bột, Khấu Lai Công, tức Khấu Chuẩn, Phạm Văn Chính, tức Phạm Trọng Im, Hàng Ngụy Công, tức Hàng Kỳ, Đỗ Kỳ Công, tức Đỗ Diễn, Tăng Minh Trọng, tức Tăng Công Lượng hai anh em họ tô là tô thức và tô triệt lữ hối thúc tức lữ công trước uông ngạn chương tức uông tảo lý bình sơn tức lý chi thuần trương kính phu tức trương thức lữ đông lai tức lữ tổ khiêm lưu tỉnh trai tức lưu mật về những bậc tài danh đức độ đáng tôn kính trong thời đại gần đây có những vị như triệu tùng tuyết tức triệu mạnh phủ tống cảnh liêm tức tống liêm chu tuân như tức chu thầm từ đại chương tức từ nhất quỳ la niệm am tức la hồng tiên đường kinh xuyên tức đường thuận chi triệu đại châu tức triệu trinh cát lục bình toàn tức lục thọ thanh lục ngũ đài tức lục quang tổ ân thu minh ân mại tiết quân thái tức tiết huệ vương yểm châu tức vương thế trinh tôn tử tương tức tôn thần đặng định vũ tức đặng dĩ tán phùng cụ khu tức phùng mộng trinh ngu trường nhụ tức ngu thuần hy ba anh em nhà họ viên là viên tông đạo viên hoành đạo viên trung đạo hai anh em nhà họ đào đào vọng linh đào thích linh tiêu y viên tức tiêu hoành hoàng thận hiên tức hoàng huy vương vũ thái tức vương khẳng đường trung bá kính tức trung tinh về những vị đạo cao đức trọng được người đời xưng tụng thì có những vị như bạch sa tức bạch hiến chương dương minh tức dương thủ nhân về những vị có thể đứng ra làm tông chủ đạo học, giảng bày chỉ dạy phù hợp với tông chỉ thiền môn, chính thức được truyền thừa thì có các vị như Vương Long Khê, tức Vương Kỳ, La Cận Khê, tức La Nhữ Phương, Chu Hải Môn, tức Chu Nhữ Đăng, Dương Trinh Phục, tức Dương Khởi Nguyên. Họ đều là những người đối với Phật pháp có sự nghiên cứu và thể nhập sâu xa ôi nếu như pháp phật không phải là phương tiện tối thượng chân chánh giúp ích cho việc giáo hóa trị an thì làm sao có thể được những bậc hiền nhân đức độ khâm phục kính cẩn tin theo nhiều như thế những ai tu tập răng ngừa châm dục mong muốn vượt qua con sóng dữ trong bể ái ân quả thật không thể không lưu tâm đến điều này